Hoàng ơi, hôm nay mình đang có mặt tại đường Hoa Nguyễn Huệ 2023. Năm nay là xuân Quý Mão và mình nghe nói đường Hoa sẽ có 72 linh vật chú mèo thật là tuyệt vời. Mình sẽ đi vào đây để chia sẻ cùng với các bạn xem có những gì kỳ thú. Đầu tiên là mình thấy có những chú mèo quá là cưng luôn. Và năm nay cũng là mang chủ đề xuân an khang, xuân thịnh vượng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào. Đầu tiên là mình nhìn thấy rất là nhiều những cổng chào để đón tất cả các du khách bằng mây tre, có những giỏ hoa xinh xắn và rất là nhiều cô gái mặc áo dài đang đứng chụp hình, thật là cưng. Mình đang đứng trước biểu tượng 20 năm đường Hoa Nguyễn Huệ đã gắn bó với người dân thành phố Hồ Chí Minh một cách rất là thân thương. Và ở đây có rất là nhiều linh vật, những chú chó xinh xắn, chú rồng tuyệt vời, chú ngựa đang phi lên và chú khỉ thì thông minh đang ôm một chiếc bánh chưng, là những chú heo cưng thật là cưng, một gia đình heo đáng yêu không các bạn. Ô, và đây một chú cọp dũng mãnh. Ô, mình vừa nhìn thấy đây là một chú gà được làm từ mây tre lá các bạn ơi, đẹp quá, sống động thật sự luôn á, đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Và rất là nhiều linh vật ở đây nữa, những chú dê. Ồ, một cặp vợ chồng dê rất là đẹp. Một chú gà dũng mãnh, bảy màu, những chú chuột xinh xắn. Chắc ở đây thì những bạn nào mà thích chụp hình với cái tuổi của mình á, thì với kỷ niệm 20 năm là có đủ linh vật cho các bạn. Ôi, ở đây có những cái dải hoa đổ xuống như những dòng suối hoa tuyệt vời. Và hoa cúc ở đây thì đủ màu hết, đẹp quá. Mình yêu thích những ý tưởng mới lạ của đường Hoa Nguyễn Huệ mỗi năm, giống như những tách trà đang đổ những dòng suối hoa xuống. Trước mặt mình là rất nhiều những chiếc đèn lồng Hội An, cưng thật cưng. Và đèn lồng của Hội An thì đã được du khách trên thế giới luôn luôn say mê. Ta ta ta. Ôi, quá nhiều hoa lan. Rồi, đẹp quá các bạn ơi. Sắc hoa lan rực rỡ, rất là nhiều loại hoa lan. Và đây là những chiếc cổng vòm được làm từ mây tre, đẹp quá. Ta ta ta. Đan xen với những chiếc thuyền hoa lan làm cho cảnh sắc mùa xuân luôn tưng bừng và đầy tính nghệ thuật. Hạnh phúc quá các bạn à. Đường Hoa Nguyễn Huệ luôn luôn làm cho chúng ta mỗi một năm tạo ra những điều thú vị và không thể không đến. Mình đang đi lên chiếc cầu xinh xắn để ngắm ra toàn cảnh trung tâm thành phố và cũng là trung tâm của đường Nguyễn Huệ. Ôi đẹp quá. Hai bên cầu là những sắc hoa lung linh và những cô gái đang chụp hình rất là đáng yêu. Trong không khí hân hoan của một ngày cuối năm hay cuối năm 2023, mà nhìn nè, mọi người dân rất là hạnh phúc. Ơi cưng không? Những chú mèo thật là sống động cho những thiệt thòi. Ôi những chú mèo thật là xinh xắn. Thích quá khi nhìn những chú mèo thật là cưng kêu. Các bạn nhìn những cái tiểu cảnh mèo rất là cưng luôn, sáng tạo vô cùng. Các chú mèo giống như là đang bày tỏ tình cảm với các bạn mèo nữ yêu thật là yêu trong những bộ phim. Ở đây được thể hiện khắc họa một cách vô cùng tinh tế. Những chú gấu bằng mây tre đây các bạn, nghệ thuật khắc họa thật là cưng. Người dân đi xem lễ hội rất là đông vui. Ôi nhìn cưng không, một chú bạn trai đang tán tỉnh con mèo. Oh, một chú mèo nghịch ngợm. Mình thì mê nhất những tiểu cảnh mèo sáng tạo đầy ý nghĩa. Chà, một chú mèo nằm phủ phục được làm bằng cỏ, thấy rất nhiều hoa dễ thương. Ôi cưng kêu thật là cưng kêu. Ở đây cũng có một chú mèo bằng cỏ nữa. Mình hiểu sao tất cả những người dân Sài Gòn cũng như tất cả các cái du khách du lịch khi đến trong dịp Tết Nguyên Đán hàng năm thì họ đều háo hức và hân hoan để được đi tham quan đường Hoa Nguyễn Huệ. Bởi vì mỗi một năm sự thay đổi, sự khác biệt của các nghệ nhân sáng tạo ra nhiều tiểu cảnh hấp dẫn cho chúng ta vừa chụp hình vừa chiêm ngưỡng các bạn ạ. Thích lắm, với đủ các sắc hoa
Ở đây là những cái biểu tượng bằng mây che lá được làm hình tượng thành những cái cây nấm rất là xinh đẹp. Và đây thì những gia đình nấm cưng không các bạn? Bây giờ sau khi đi qua khu vực nấm thì đến các tiểu cảnh của các những chú mèo. Những chú mèo cưng thật cưng luôn. Thấy chú mèo như kiểu biết nói chuyện trong một đôi mắt thần kỳ. Những cô gái rất là xinh đẹp, dễ thương không? Trong những tà váy màu hồng. Ở đây là đúng những sắc sơn luôn. Chúng ta sẽ đi vào một khu rừng. Và ở nơi đây mình đang bắt đầu thấy những giọt nước ở trên cao rất là đẹp, giống như trong một bộ phim Avatar vậy đó các bạn. Đây là một tiểu cảnh mang màu sắc của Avatar được thể hiện rõ luôn. Những bạn nào mê bộ phim Avatar 2 thì có lẽ là đây là sự là một view mà các bạn sẽ rất thích về những giọt nước. Đẹp quá. Những chú mèo thật là cưng. Ấn tượng về những giọt nước. Và đây là những con bạch tuộc trong Avatar. Những con ánh sứa. Tuyệt vời. Mây che lá vẫn được thể hiện bản sắc xuyên suốt từ đầu đến cuối là mây che lá các bạn ạ. Các bạn ơi, trong không khí mùa xuân mọi người đang ngân hoan một bài chữ mừng xuân Quý Mão thật là tuyệt đẹp. Và hai chú mèo thân thương báo hiệu một năm hạnh phúc xuân vầy. Như vậy là mình đã giới thiệu được với các bạn về đường hoa xuân Quý Mão, hay còn gọi là các linh vật hội tụ quây quần trong nhân dịp kỷ niệm 20 năm của đường hoa Nguyễn Huệ. Các bạn sẽ ngắm những chú mèo đang chào các bạn với một niềm hạnh phúc thân thương. Những lượt like, những lượt share và những lượt đóng góp kênh của các bạn luôn là nguồn động viên sâu sắc. Lời cảm ơn chân thành từ trái tim khả ái dành cho các bạn trong một mùa xuân mới. I love everyone.